Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm về phần thiết kế trang tin tức. Thì trước đây chúng ta đã làm xong được phần quản lý về mặt bài viết. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang làm về phần quản trị. Thì trước tiên làm về phần quản trị thì nó sẽ phân ra hai cái thời điểm làm việc trên trang web. Một là khi chưa đăng nhập và hai là khi đã đăng nhập. Do vậy chúng ta sẽ add vào một cái file global dùng để quản lý cái việc phiên làm việc đó là đã đăng nhập hay chưa đăng nhập. Thì các bạn vào phần add item, chọn Visual Studio, các bạn chọn mục chọn file global ai ra thì các bạn đưa cái file này vào. Thì ở trong cái sự kiện session start thì các bạn sẽ khai báo những cái biến làm việc của phiên làm việc này. Ví dụ như là chúng ta sẽ dùng một cái biến session login để kiểm tra xem là người dùng đã đăng nhập hay chưa thì mặc định sẽ là full. Thứ hai là session sẽ dùng một cái tên đăng nhập để lưu lại cái tên người sử dụng, tên người dùng. Session thứ ba là chúng ta lưu cái họ tên. Đó, chúng ta sẽ lưu các cái thông số này lại. Nếu như cần thì có thể lưu cả mật khẩu, nhưng mà đối với bài này chúng ta có thể không cần thiết phải làm việc đó. Được chưa nào? Thì trong cái global này thì chúng ta sẽ lưu lại ba cái thông số này. Thì trong đó có cái thông số login này sẽ dùng để kiểm tra cho cái việc mà chúng ta đã đăng nhập hay chưa. Bây giờ quay lại cái trang chủ của chúng ta. Chúng ta nhìn cái phần này, phần đăng nhập và đăng ký. Thì nếu như chúng ta chưa đăng nhập thì chúng ta chỉ hiển thị cái phần đăng nhập đăng ký chứ không hiển thị phần ở dưới. Do vậy chúng ta sẽ vào phần xuống này, các bạn sẽ cho thêm một cái biến kiểm tra ở đây. Giống như trước tôi đã nói các bạn là các bạn sẽ có một cái phần kiểm tra. Các bạn kiểm tra chèn một cái đoạn lệnh vào đây. Chúng ta sẽ dùng câu lệnh if nếu mà cái đăng nhập của chúng ta, nếu như mà cái button ta chuyển nó sang kiểu đúng sai của cái session login mặt bằng full, nếu như in bằng full thì ta hiển thị hai cái này, được chưa nào? Đó, còn nếu như ngược lại ngược lại thì ta sẽ hiển thị cái này. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có một cái lệnh kiểm tra. Bên mình chạy thử này, đấy, các bạn thấy cái chỗ này nó sẽ mất đi hai cái kia đúng không? Giả sử như nếu như chúng ta đăng nhập thành công, tức là cái phần global này mà chúng ta đã đăng nhập thành công, chạy thử này. Đấy, thì lúc này nó lại trở thành năng suất và quản lý tài khoản. Đấy, các bạn hiểu chưa nào? Tức là cái về nguyên tắc là chúng ta làm sẽ là gì? Sẽ là hiển thị cái quản trị tùy theo cái việc mình đã đăng nhập hay chưa. Ở cái phần này, bây giờ tôi sẽ mặc định lại là full nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải xây dựng lại cái hệ thống đăng nhập và đăng xuất. Thì ở đây chúng ta sẽ đăng nhập, chúng ta sẽ xây dựng cái chức năng đăng nhập trước. À đây nữa, ở đây cũng thế. Ở cái chỗ này chúng ta sẽ phải có một câu lệnh if đây. Nếu như cái này và bằng true thì tôi mới hiển thị cái này lên. Còn nếu mà tôi chưa đăng nhập thì tôi sẽ không cho phép chỉnh sửa cái này. Tức là không cho phép thêm bài mới mà chỉ được xem bài viết thôi. Ở cái phần toàn bộ bài viết này các bạn lưu ý thêm, các bạn bổ sung có thể thêm phần page size nhé. Cái page size này đây sẽ cho phép chúng ta thiết lập được là cái số bài viết tối đa sẽ hiển thị. Là như nào, hôm trước tôi cho các bạn viết mà tôi chưa cho bạn viết cái phần này, thiếu một cái phần page size. Page size sẽ là thiết lập cái số bài mà chúng ta sẽ hiển thị trên cái trang của chúng ta. Là như nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái trang đăng nhập. Rồi, trang đăng nhập của chúng ta sẽ thiết kế nó đơn giản thôi, nó gồm có một hai ô text dùng để nhập dữ liệu. Đúng chưa nào? Và một nút lệnh đăng nhập. Thì chúng ta sẽ thiết lập cái trang đăng nhập trước. Rồi chúng ta thiết lập cái trang đăng ký sau. Đúng nào? Bây giờ ta sẽ thêm mới một cái trang đăng nhập nhé. Trang đăng nhập chúng ta thêm mới như sau. Add này. New item. Web using form thì chúng ta sẽ thiết kế một cái trang đăng nhập. Ok,
Và ở cái home master này của chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ đến cái trang đăng nhập đó. Đăng nhập. Đó nào, cái đăng ký cũng vậy, chúng ta sẽ chỉ đến cái trang đăng ký. Làm luôn. Sau này chúng ta sẽ viết cái trang đăng ký này sau. Đó, thì như vậy là chúng ta đã chọn đến được cái trang đăng nhập rồi nhá. Đó nào, bây giờ ta sẽ xây dựng trang đăng nhập như sau. Trang đăng nhập của chúng ta sẽ vẫn có một thẻ H1 để làm tiêu đề mà. Đăng nhập. Sau đó đến một cái thẻ div ID bằng nội dung content. Cái này là cố định, bài nào cũng như bài nào, chúng ta làm quen rồi. Đó nào. Bây giờ ta sẽ thiết kế là gì? Chúng ta sẽ thiết kế một cái label dùng để nhập tên H4 này. Tên đăng nhập này. Dưới cái tên đăng nhập này của chúng ta sẽ là một cái text box. Ta sẽ đưa một cái text box vào đây. Text box này ta đặt tên là txt, tên đăng nhập. Và chúng ta thiết lập cho nó cái thuộc tính đi. Chiều cao này bằng 30. Độ rộng thì chắc là cho khoảng 250 đi. To nhỏ thì tí nữa mình sẽ sửa sau được mà, không phải lo cái đấy. Tiếp theo, sau đăng nhập xong thì chúng ta sẽ đến mật khẩu. Mật khẩu đặt tt password tết thêm mật khẩu này. Và các bạn phải lưu ý là thiết lập thêm cho thầy một cái thuộc tính là gì? Text mode của chúng ta sẽ đặt là password. Sau cái này xong thì chúng ta sẽ xuống dòng. Rồi chúng ta chèn cái nút lệnh, đó là nút đăng nhập vào. Button CMD đăng nhập. Text box chúng ta viết chữ đăng nhập ở đây. Các bạn cũng thiết lập cho thầy cái chiều cao đi, cho nó theo chuẩn đi, 30px. Width thì chúng ta sẽ sửa ở ngoài. Thuộc tính phông này, phông bot thì các bạn cho nó chu đi. Phông size, kích cỡ thì các bạn cũng không nên để small, các bạn để medium đi. Đó, thì các bạn sang design, các bạn sẽ nhìn thấy cái nút của chúng ta. Đây, nút đăng nhập đây. Thích kéo rộng ra thì kéo, mà không thì để thế cũng được. Tiếp theo là chúng ta nên để thêm một cái thông báo. Để một cái label thông báo ở đây. Thông báo này thì các bạn ban đầu nó sẽ để trống, nhưng các bạn cho thầy cái phông chữ đi, for color. For color thì các bạn sẽ cho thầy bằng cái red cũng được, còn nếu không thì chúng ta dùng cái màu CC này cũng được. Thì các bạn sang phần design, các bạn thấy cái phần thông báo mình thế này, cần cho đậm thì sẽ đậm, không thì thôi. Đó là phần chúng ta thiết lập xong được cái giao diện. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gì? Viết code. Chúng ta sẽ viết code cho cái bài này. Đúng không nào? Ta sẽ tiến hành đăng nhập cho bài này. Thì cách làm như sau. Chúng ta vào design này, có phần đăng nhập thì chúng ta sẽ mở property ra, chuyển sang cái phần click. Rồi.
payload thì chúng ta vẫn khai báo db. Rồi nút đăng nhập của chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Ở đây form load chúng ta không làm gì nhé, bởi vì chúng ta chẳng liên quan gì đến form load cả. Chúng ta sẽ khai báo một cái biến kiểm tra sẽ bằng là cái db.tài khoản.where, nó sẽ tìm kiếm. Thì tìm kiếm theo cái gì? Thứ nhất là tìm kiếm theo cái tên đăng nhập. Tên đăng nhập này phải bằng với cái tên đăng nhập mà người ta đăng nhập. Thứ nhất, và thứ hai là cái password sẽ phải bằng cái mật khẩu mà người ta đăng nhập. Và thứ ba là cái tài khoản này nó phải được kích hoạt rồi. Nếu chưa được kích hoạt thì cũng sẽ được không làm việc gì cả. Rồi, first or default. Đó là cái kiểm tra. Sau đó tới kiểm tra là gì? Nếu như mà cái dữ liệu của chúng ta mà tìm thấy, khó tìm thấy thì sẽ tiến hành đăng nhập, còn ngược lại sẽ tiến hành hiện câu thông báo ra. Thông báo của chúng ta là sai thông tin hoặc tài khoản chưa kích hoạt. Sau đó mình đưa cái con trỏ nhảy về cái mật, cái tên đăng nhập để người ta có thể nhập lại. Thì lúc này chúng ta sẽ biến cái session. Session thì chúng ta có cái chữ session login đúng không? Thì lúc này session login chúng ta sẽ gắn nó bằng true. Thứ hai nữa là các cái biến session về họ tên, tên đăng nhập thì các bạn sẽ gắn nó bằng cái gì? Bằng cái db, bằng cái kt kiểm tra này chấm tên đăng nhập chấm toString session về cái họ tên. Sẽ bằng họ tên chấm toString. db.dispon kết thúc rồi. Và chúng ta sẽ redirect lại cái trang chủ của chúng ta. Xem lại cái điều kiện này, tại sao lại cái điều kiện này lại bị thế này đây. Kiểu dữ liệu của chúng ta là kiểu bit. Không hiểu sao, chắc là vừa nãy viết nhầm. Rồi, là chúng ta sẽ tiến hành chạy thử nhá.
Đây, khi mà chúng ta tiến hành đăng nhập này, chúng tôi sẽ gọi đường trang đăng nhập và mình sẽ nhập một cái tài khoản vào. Khi mà bấm đăng nhập thì chương trình sẽ, bạn nhìn này, nó sẽ chuyển đổi cái này trở thành và nó hiện cái bài viết lên đó. Và khi chúng ta bấm vào đăng xuất thì chương trình sẽ tiến hành đăng xuất ra khỏi cái phần mềm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết cái trang đăng xuất này để đăng xuất ra khỏi phần mềm, được chưa nào? Hai cái đó sẽ song song thì chúng ta sẽ viết song song hai cái luôn. Thì cái trang đăng xuất của chúng ta cũng chẳng có cái code gì cả, chúng ta chỉ việc đưa cái trang đăng xuất vào thôi. Add new item, đăng xuất. Ok, thì trang đăng xuất của chúng ta sẽ viết lệnh như sau. Cái này thì không có vấn đề cả, nó chỉ cần xóa tất cả các session đi thôi. Đây này, trong cái phần đăng nhập của chúng ta này, khi chúng ta đăng nhập thành công thì cái session này sẽ được ghi nhận. Còn khi mà đăng xuất thì nó sẽ không được ghi nhận cái gì cả. Tôi xóa toàn bộ những cái này đi. Cái này đưa về form. Đó, và trên cái trang chủ của chúng ta, trên cái trang chủ của chúng ta sẽ gửi cái này về cái trang đăng xuất. Đó, gửi cái này về trang đăng xuất. Đó, khi chúng ta gửi cái này về cái trang đăng xuất thì chúng ta chạy hành trình này. Đăng nhập này, admin này. Giả sử như mình gõ nhầm mật khẩu đi thì chỗ này sẽ báo này, sai thông tin. Đó, đăng nhập vào này thì lúc này nó sẽ trở về đăng xuất. Và khi chúng ta bấm vào đăng xuất thì chúng ta sẽ xuất ra ngoài. Đó, và trên cái trang này các bạn cần phải sửa thêm cho thầy một phần nữa, đó là ở cái phần xem, cái phần xem bài viết ấy, các bạn phải sửa lại cả cái phần này. Đó là không phải lúc nào chúng ta cũng cho phép người ta cập nhật, cho nên là cái phần cập nhật này cũng vậy, chúng ta cần phải đưa cái phần cập nhật này vào trong câu lệnh if. Đó là nếu như mà boolean của session login mà bằng true, khi mà bằng true thì chúng ta mới hiện cái phần cập nhật bài viết này lên. Đó, còn nếu không thì chúng ta sẽ không hiện, được chưa nào? Đây, về chạy thử này. Và chưa đăng nhập nhé, chúng ta đang vào xem bài viết này. Đây, các bạn thấy là thông tin vẫn thế, nhưng khi các bạn kéo xuống dưới thì các bạn thấy là cái chỗ này chúng ta sẽ không có cái phần cập nhật này. Đấy, không có phần cập nhật. Đấy, nó không có phần cập nhật. Và bây giờ nếu chúng ta đăng nhập phần mềm, đăng nhập vào. Đây. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là ở bên dưới này nó sẽ xuất hiện cái phần cập nhật bài viết và cho phép chúng ta chỉnh sửa hoặc xóa bỏ. Như vậy là chỉ khi nào chúng ta đăng nhập thành công thì chúng ta mới được phép cập nhật bài viết. Đó là tiếp theo là chúng ta có thể làm luôn cái phần đăng ký. Đăng ký thì cái trang đăng ký này cũng vậy, chúng ta sẽ đưa một cái trang đăng ký vào. New item này, chúng ta sẽ đưa cái trang đăng ký vào đây. Trang đăng ký vào thì cái trang đăng ký này so với cái trang đăng nhập thì nó cũng không khác nhau một mấy, mà nó chỉ khác ở chỗ là bây giờ chúng ta sẽ phải thêm các cái trường dữ liệu là tôi có nhập họ tên, có nhập mật khẩu, có nhập cái gì đó hay không thôi. Và cái việc thêm thì chúng ta thêm như thêm bài viết, chúng ta vẫn phải dùng câu lệnh insert. Thế nào, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế trang đăng ký nhé. Trang đăng ký của chúng ta thì chúng ta lấy cái trang đăng nhập ra, chúng ta lấy cái phần thông tin này ra. Một số các thông tin này giống nhau thì mình có thể kế thừa lại, không nhất thiết phải viết lại nhiều quá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ viết là gì, đăng ký tài khoản. Phần nội dung cũng thế, tên đăng nhập, mật khẩu. Thì chỗ phần tên này chúng ta sẽ thêm một cái trường nữa, đó là cái trường họ tên. Họ tên thì cái chỗ này chúng ta đặt là tt họ tên. Thế nào, chúng ta đặt thêm một cái ô text nữa vào thì nó cũng không có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ có một nút đăng ký và một nút nữa bên cạnh nút này, nó sẽ là nút bỏ qua.
Này, chúng ta viết là bỏ qua. Cái này on click chúng ta chưa làm thì chúng ta tạm thời xóa đi. Bây giờ là giao diện của chúng ta này. Đây, đăng ký này. Các bạn để cái này cách ra một chút. Đấy. Thì cái phần đăng ký cái tài khoản chúng ta sẽ cùng một tên, họ tên. Và bây giờ chúng ta sẽ làm vào nút này là chúng ta viết thành đăng ký. CMD đăng ký. Được chưa nào? Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong được cái giao diện đăng ký. Nó rất đơn giản thôi, nó cũng gần gần tương tự như cái giao diện đăng nhập của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết code. Thì chúng ta sẽ viết code như sau. Cái đăng ký này, thứ nhất là cái nút bỏ qua nhé. Nút bỏ qua là dễ nhất, thì các bạn sẽ làm cái nút bỏ qua sau. Các bạn mở cái property ra. Bỏ qua này, chúng ta vào cái event. Click này. Rồi lại vào cái đăng ký này. Click này, rồi chúng ta sẽ viết lệnh ở đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo biến DB. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ làm cho nút bỏ qua. Nút bỏ qua thì nó rất đơn giản thôi. Chúng ta đóng cái DB nó lại. Rồi chúng ta quay về cái trang index thôi. Quay lại về cái trang index. Là xong. Còn bây giờ cái nút đăng ký mới là vấn đề. Nút đăng ký thì chúng ta sẽ phải kiểm tra là các cái dữ liệu có nhập đủ hay không. Đầu tiên là cái tên chấm text mà bằng rỗng, hoặc là txt mật khẩu text mà bằng rỗng, hoặc là kể cả họ tên cũng thế. Khi mà ba cái này xảy ra thì chúng ta return luôn để cho người khác làm lại. Được chưa? Hoặc là nếu không thì mình có thể focus vào một cái nào đó trước khi mình return. Được chưa nào? Còn nếu không thì chúng ta tiếp tục làm. Chúng ta sẽ dùng một cái biến kiểm tra đi. Một cái biến dữ liệu đi. Tài khoản. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra trùng. Nếu như tên đăng nhập mà bị trùng. Nếu như tên đăng nhập mà bị trùng nhá. Đếm bằng chấm cao, tức là có dữ liệu hay không có dữ liệu. Nếu như mà đếm mà lớn hơn 0, tức là như vậy là chúng ta sẽ bị trùng đúng không? Trùng thì ta sẽ đưa con thông báo ra là tài khoản đã tồn tại. Và chúng ta sẽ yêu cầu người ta nhập lại. Ngược lại tức là không trùng thì chúng ta bắt đầu tiến hành thêm. Thêm thì cũng đơn giản thôi, nó giống như thêm bài viết ấy. Chúng ta sẽ dùng cái tài khoản bằng tài khoản để tạo ra một cái entity. Tài khoản sẽ bằng một cái tài khoản mới new. Sau đó lần lượt ta sẽ đưa các cái giá trị gồm có gì, tên đăng nhập sẽ bằng gì, txt tên, họ tên và mật khẩu. Ngoài ra còn một cái gì nữa các bạn lưu ý nhé, trong trường này nó còn một cái trường nữa ẩn ở bên dưới, đó là trường kích hoạt. Thì các bạn phải lưu ý là các bạn ban đầu khi các bạn tạo tài khoản mới thì các bạn phải gắn cái kích hoạt. Như vậy là chúng ta gán xong dữ liệu. Gán xong dữ liệu chúng ta sẽ tiến hành đưa dữ liệu đó lên tài khoản. Chấm insert on submit cái entity tài khoản này. Sau đó chúng ta tiến hành ghi submit chain. Sau khi chúng ta thực hiện ghi xong, chúng ta sẽ thực hiện một câu thông báo, đưa ra thông báo là gì? Bạn đăng ký
thành công. Sau đó chúng ta tiến hành xóa hết các ô text đi. Và chúng ta đưa cái tên đăng nhập Focus lại để người khác có thể tiếp tục nhập một tài khoản khác. Đó. Ví dụ bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào. Ví dụ tôi đăng ký này. Ví dụ tôi đăng ký là ví dụ như là An, họ tên Khánh An, mật khẩu. Ồ, vẫn đăng ký này. Đó, đăng ký thành công. Và mình có thể mở lại cái bảng này để mình xem là có chưa nhá. Đây này các bạn nhìn này, đấy, tôi đã tạo ra được một cái tài khoản ở đây này. Và lúc này cái kích hoạt của mình vẫn là không nhá. Cho nên là nếu như các bạn có đăng nhập vào tài khoản này đi chăng nữa thì nó vẫn không xe không đăng nhập được nhá. Đây này. Đây nó báo là chưa kích hoạt này. Đó, khi nào mà người dùng kích hoạt thì tài khoản đó mới được phép sử dụng. Được chưa nào? Còn nếu mà đăng nhập thành công thì sẽ vào đây. Giả sử chỗ này ta viết thêm một chữ xin chào tài khoản này nhá, thì ta sẽ viết thêm vào cái phần master page. Trên cái master page ta sẽ viết để cho người ta biết là mình đang dùng tài khoản nào. Thì ở đây nó có một cái ở đây này. Phần quản trị đâu? Đây quản trị đây. Nếu như đăng nhập thành công này thì ở chỗ này các bạn có thể cho thêm một cái thẻ hoặc là thêm một cái phần thông tin nó giống như cái phần H4 này chẳng hạn này. H4 này. Thì các bạn biết chữ là xin chào. Xin chào thì cái người dùng đó là ai? Thì các bạn có thể đưa cái người dùng đó, cái tên của người dùng đó vào cái phần chỗ này. Thì cái tên người dùng đó nó nằm ở đâu? Tên người dùng đó nó nằm ở chính cái session. Đúng không nào? Nó nằm ở chính cái session, cho nên các bạn có thể biết là gì? Bằng session của cái phần gì? Họ tên. Đấy, khi mà mình chạy cái bài này này. Này các bạn nhìn này, đó đăng xuất ra này, đăng nhập này, admin, đó nó sẽ hiện ra một câu thông báo cho này. Đó là về việc mà chúng ta đã làm xong được cái phần đăng nhập và đăng xuất được chưa nào.